Con này là sự kết hợp giữa con khoan cấp trượt và một con đầu chuyên vít. Đấy, anh em nhìn cái thân của nó là thân khoan nhá. Đấy, và sử dụng cấp được cấp trượt. Và cái đầu của nó là đầu vít. Đấy là sự kết hợp cả hai con. So với cả một con khoan thì con này nó sẽ ngắn hơn, cái là nó không có cái đầu măng danh. Đầu nhất thiết là chúng ta phải dùng máy to đâu. Đây, tháo một con vít này ra. Đây, mình đang để cấp trượt là một, là thấp nhất đấy. Đấy, nó kêu e như thế là chúng ta dừng đúng không? Chứ bây giờ lấy cái máy bắt vít đi nó đập cho có khi là vỡ cả nhựa, bây giờ vỡ con vít này. Đấy, con... Xin chào mọi người, hôm nay lên cho mọi người một cái dòng máy cũng khá là lạ. Nói chung là mới thì cũng chưa phải mới trên thị trường, nhưng mà cũng khá là lạ kênh mình và cũng đã bán trên TikTok khá là nhiều con này rồi. Con này là sự kết hợp giữa con khoan cấp trượt và một con đầu chuyên vít. Đấy, anh em nhìn cái thân của nó là thân khoan nhá. Đấy, và sử dụng cấp được cấp trượt. Và cái đầu của nó là đầu vít. Đấy là sự kết hợp cả hai con. So với cả một con khoan thì con này nó sẽ ngắn hơn, cái là nó không có cái đầu măng danh. Đấy, nó tiện cho anh em dùng, ví dụ dùng trên cao chúng ta cần máy nhỏ gọn, hay là dùng những cái góc cách đấy thì không cái đầu băng danh này, chúng ta chỉ có bắt vít thôi. Con này thì chức năng khoan của nó cũng tương tự như là bắt vít, nhưng nó hạn chế hơn một chút, đó là nó phải sử dụng mũi chuôi lục giác. Thì một lát mình sẽ test cho mọi người xem nhé. Cấp trượt này thì được cái nó sẽ không có búa đập như là dòng máy bắt vít như này đúng không? Những dòng như này là bắt vít búa đập vào đến đâu búa đập đến đấy. Thế còn những dòng như này nó là bắt vít dạng cấp trượt, cho nên nó sẽ không được gọi là khỏe như dòng kia. Tuy nhiên những anh em dùng ví dụ làm biển quảng cáo này, chúng ta bắt vào những cái vít dù và những hộp nhỏ nhỏ đúng không? Hay là bắt thạch cao và xương thạch cao nó không quá là nặng đâu, thì anh em có thể sử dụng được con này để sửa chữa điện tử, tháo mở ốc xe máy nhỏ nhỏ. Đấy, chúng ta kiểu để cấp trượt nó thấp ấy, những cái cấp trượt nhỏ ví dụ như là tháo ốc xe máy, một lát mình cho mọi người xem là để cấp trượt số 1 thôi, khi mà vào hết gen nó kêu e để chúng ta biết chúng ta dừng, chứ không nó là vỡ cả vít và vỡ cả chất liệu ra. Đấy, thì con này mình thấy là rất là tuyệt vời. Con này là không chổi than và giá là 450.000 là thân máy này thôi. Tại vì pin con này là pin phổ thông anh em nhé, pin của King Bro đây, pin của Macan này, rồi pin dòng rẻ dòng hái đủ cả, tất cả đều dùng được, cứ miễn là pin 4 cell chân kiểu như này là dùng được. Đấy, mình bán phần lớn là bán thân con này, tại vì anh em có pin con này là cũng rất là nhiều rồi. Đầu của nó là đầu vít 1/2 đấy, và cấp trượt ở đây là có 23 cấp trượt và một cấp khoan. Khoan không chổi than và đây là dòng nội địa. Đấy, một thời gian tới thì có thể là mình nghĩ là họ sẽ về nhiều dòng kiểu như này hơn. Và này hiện tại là có một số hãng họ làm rồi. Tuy nhiên là đợt tới họ làm thì mình thấy là cái màu của nó không đẹp, màu xanh, màu cam, màu đỏ nhìn nó không ấn tượng bằng con này. Con này là hàng mẫu cho mình cực kỳ thích luôn. Đấy, chất lượng của nó sẽ là thơm luôn. Đấy, chất lượng thơm luôn. Đấy, thì cái đấy thì anh em tự hiểu nhá. Bây giờ sẽ test cho anh em. Đây, ví dụ cơ bản nhu cầu của anh em là bắt vít dù là như này. Đấy. Đó, cái cấp trượt của nó là ngon rồi đúng không? Để chúng ta biết, chúng ta dừng. Đây là chất liệu này nó cứng, chất liệu mỏng như là nhựa hay là thạch cao chẳng hạn, chúng ta dừng thì đỡ bị vỡ. Đấy, rất là ngon. Anh em nào mà bắt theo kiểu đứng ở dưới, đứng trên cao ấy. Đấy, đứng ở dưới thang, đứng trên cao cái thứ thì đấy, bây giờ sẽ chuyển sang nhé. Chuyển sang một cái đầu bắn tôn cho anh em xem. Con này bảo bắn thì bắn được, nhưng mà cũng chả ai đi mang đi bắn tôn con này làm gì cả. Tại vì pin của nó thứ nhất là dung lượng không cao, và thứ hai dòng nhỏ nhỏ như này việc của nó không phải bắn tôn. Đấy, thấy chưa? Ngon rồi đúng không? Sang một cái sắt dày nhé. Cái này là U10. U10 lật đây cho mọi người xem cái độ dày của nó này. Đấy, tương đối là dày. Và mọi người sẽ nghe thêm. Nghe thêm đây là tiếng của máy bắt vít này. Đấy, tiếng của máy bắt vít nhé. Đúng không? Đây là tiếng của máy bắt vít, nó kêu rất là to. Nếu mà chúng ta thỉnh thoảng bắt vào sát giày như này mình thấy bắt vẫn bắt được, tại vì một phần chất lượng của nó là đầu vít nữa. Còn những con này vẫn bắt được anh em mình. Đây, mình cứ để lên khoan đi, tại vì tải này là tải nặng rồi. Đó, chưa gần về tốc chậm luôn. Chưa cần về tốc chậm luôn, vẫn tốc nhanh là vẫn ăn được. Đó, sắt dày nhá, Còn thực tế mình không khuyến khích anh em làm nhiều con này thường xuyên. Thế còn cái thời gian sử dụng pin ấy, thì mình nghĩ là phụ thuộc vào cái quả pin của anh em. Thì mình sẽ, đây là thân máy là báo giá luôn cho mọi người là 450.000. Thế còn nếu mà anh em chơi pin ấy, thì xem cái phần vô tả dưới, bên mình có rất nhiều loại.
loại rẻ có, loại hạng đắt có, loại đóng xịn cũng có, dung lượng cao cũng có. Chúng ta cứ xem phần báo giá nếu chúng ta chưa có pin và thích con này. Con này thực sự là lên video TikTok là cứ toàn lên view kinh khủng luôn. Anh nhiều anh em thích lắm. Thì bây giờ sẽ đi test thêm cho anh em cái tính năng khoan của con này nhá. Đấy. Đấy, vì là máy bắn vít cho nên là chuôi của nó phải là chuôi lục giác chứ nó không phải chuôi tròn như là cái đầu khoan băng danh. Đấy. Đây vận tốc nhanh này. Đấy, thử lên mũi to nhá, đây là mũi phi 12. Mình sẽ thử lên phi này là phi 36 này. Đấy, nhưng mà chất liệu gỗ đây là không phải quá cứng, tại vì anh em hiểu một cái máy như này chúng ta không ép nó làm gì cả. Đấy. Không được kéo về tốc chậm. Đấy, rất là ổn đúng không mọi người? Mũi cũng không phải là bé đâu, với cả một con máy như này. Thì có thêm một bài test nữa. Đấy, có thêm một bài test nữa đó là test về lực siết của con này. Tại vì cái thông số trên đây ấy, nó là hàng nội địa nhưng mà thông số đây kiểu nó mới thì mình thấy chưa là chuẩn lắm đâu. Cho nên mọi người đừng có tham khảo cái số như này. Đấy, miễn là chúng ta dùng được thôi, tại vì giá thành của nó rất là rẻ, có 450.000 cái thân máy đó mà. Đây là vít 5 phân này. Tốc nhanh này. Ok chưa? Nãy để cấp trượt là ăn được rồi. Vít 7 này. Đấy, vẫn tốc nhanh luôn, còn một tí chúng ta gạt về tốc chậm. Đấy. Và vít 10 phân này, rất là dài. Đấy. Bắt giữa đây. Đấy, tốc nhanh của nó đến được khoảng một nửa thôi, chúng ta gạt về. Đấy, nói chung là đây là ép cho anh em rồi. Anh em phải hiểu thế, tại vì máy này không phải việc làm những cái việc nặng như thế. Đấy. Đây. Rất là nhỏ gọn luôn đúng không? Bé hơn lòng bàn tay của chúng ta. Đấy, chiều ngang cũng nhỏ mà chiều dọc cũng nhỏ, thân này có 6 lạng thôi, giá 450 thôi. Dòng nội địa anh em nhé.